Rồi giới thiệu cái mẫu mạch mới ha, mới của năm 2022 ha, mới hoàn toàn, mới lắm. Rồi có nhiều cái hay lắm mình giới thiệu ha. Rồi reverb echo, echo ha, đây reverb delay echo, thấy chưa? Này phần chỉnh nhạc nè, phần chỉnh mic nè, ở trên phần chỉnh nhạc nè, 10 nút ha, đặt hàng ngang, chỉnh rất là dễ dàng thuận tiện ha. Bluetooth 6.0 tốt, mới thế hệ mới luôn, có cổng CCI nè, optical nè, mới ha, mới mới có, ok chưa? Mới mới có. Rồi di chuyển qua đây, hai căng ten ha, căng ten để bắt sóng anti mic nè, xa hơn. Đây công tắc led, công tắc power, nguồn 220, dưới của sản phẩm đây, ok chưa? Ba công suất liền men ha, tầng rời ha, ok chưa? Cái điều đặc biệt ở đây á, với ba mặt này á, hai ngõ ra micro hấp dẫn chưa, đặc biệt chưa, dùng 4 tay micro với khi cho thơ lô kéo thì quá hấp dẫn, khi mình sử dụng nhiều tay mic ca thuận tiện ha. Đây thì bộ mạch này đang là hai kênh riêng biệt, đây hai kênh riêng biệt nè ha, hai CT3 đây 1.6D2 lắp cho hai cái bát bốn tắc ha, hai bát bốn tắc nè ha, chưa hấp dẫn chưa, hai chép hết trơn, hai kênh nè, một kênh một bát một chép, một kênh một bát một chép, hai kênh riêng biệt, hai CT3 lắp không sợ cháy, rất là thuận tiện. Rồi kích thước của nó là 19 nè, 38 nè, ok chưa? Rồi mình thử test thử chất âm như thế nào, thử test nào. Đối với cái hay CT3 ha, quấn tiếng rất tốt cho bass bóng tắc. Giờ mình sẽ test có thử tiếng reverb nó hấp dẫn không, hay không ha. Reverb có chấm hố luôn ha. Rồi đây test của micro đây nè, của micro nè, với cái micro đây, được chưa? Rồi đầu tiên mình test full reverb đây, full reverb đây. Alo, 1 2 3 4 5 5 6 5 6 8. Sắc lò luôn. Alo, 1, 2, 5, 6. Quá trầm ha, quá trầm, hòa với echo, hòa với echo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Đây, hai bộ micro ha, đây, cặp của nó đây, mặt thu nó đây. Giờ chuyển qua bộ mic khác, bộ mic hấp dẫn hơn nữa, đó là bộ mic chống hú mẫu mới nè ha. Bò chút xíu. Con ngựa mới lập trình chống hú luôn, con ngựa mới chưa từng gặp ha. Đây rồi thử test nó hấp dẫn không, đây hai lần, hai lần, hai lần, 1 2 3 4 5 5 6. Tắt echo đi, thử tiếng bị vợ thử sẵn. Hai lần, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok ha. Rồi thì alo xong, các anh em biết như thế rồi, bây giờ quan trọng thử test đoạn nhỏ mình mới biết kiểm chứng ha, kiểm chứng rồi mình test đoạn nhỏ. Pho Genesis mới với lưới tản nhiệt và đèn pha halogen projector mới. Thank you.
chín một 2 4 5 6. Đặc biệt của mẫu 2022 ha, 2 micro, 2 ngõ micro nè, sử dụng 2 bộ micro đặc biệt luôn ha, 4 tay micro, trì vượt oco ha, 2 sơ, 2 ngõ ra riêng biệt luôn nè, lắp 2 bát, không sợ cháy ha, rất dễ lắp, 1 bát 1 chép vô 1 kênh, 1 bát 1 chép vô 1 kênh, ok ha, kết thúc bây giờ.